Sự tích hoa bìm bìm. Ngày xưa, tất cả các loài hoa dưới trần gian đều chỉ có một màu trắng xám, khiến cho dù có muôn hoa đua nở thì khu vườn nào cũng trông vô cùng đơn điệu. Nhìn ánh mặt trời vàng lấp lánh mới đẹp làm sao á, chỉ tiếc khu vườn này toàn sắc màu ảm đạm. Đúng vậy, chị Mướp ơi, cả khu vườn của chúng ta, từ cây cối đến mặt hồ, đều chỉ một màu trắng xám ảm đạm và u ám, trông thật là xám xịt chị nhỉ. Ai ai cũng giống nhau cả em ạ. À, chúng ta trông thật xấu xí, chẳng giống như các bạn động vật. Trong các bạn ấy, thật là nhiều màu sắc rực rỡ. Nhưng chị Mướp ít ra cũng được leo trên cao, có thể ngắm nhìn mọi thứ, đâu như em bé nhỏ lẻ loi dưới này. Em Bìm Bìm đừng có buồn, chị sẽ leo hẳn về phía giàn bên này, còn bờ dậu ở kia chị sẽ nhường cho em. Hãy leo vào đó và lên đây cùng trò chuyện với chị cho đỡ buồn nha. Dạ, em cảm ơn chị. Quả đúng là từ trên này ngắm nhìn mặt trời thật vàng tươi. Thích thật á. Ừ, đúng vậy. Nhường cho em một nửa giàn thế này, chắc chị đã phải mọc chật chội hơn phải không chị Hoa Mướp? Em đừng suy nghĩ như vậy. Đúng là chị phải nhường cho em một khoảng giàn trống. Nhưng bù lại, chị lại có em bên cạnh bầu bạn hằng ngày. Điều tuyệt vời đó sẽ không bao giờ có nếu chị cứ mãi bo bo ích kỷ, chiếm trọn cái giàn này. Chị cứ nói thế, chứ em có làm được gì đâu. Kìa, cậu gà trống, cậu làm cái gì thế? Xin hãy dừng lại đi. Tôi đi tìm Dung, việc gì đến các cô mà can thiệp? Nhưng cậu làm tôi đau quá, mà Dung tạo mùn tốt cho đất mà. Cậu bắt chúng đi rồi thì đất sẽ khô cằn mất đấy. Đất khô cằn hay không tôi không quan tâm nha, tôi đang đói bụng lắm. Cả sáng nay tôi chưa tìm được con Dung nào bỏ vào bụng đây này. Cậu gà trống, cậu nghe tôi, hãy đi đào bới tìm Dung ở bãi đất trống khác đi. Cậu đào bới ở đây á thì làm sao sau này chúng tôi sống được. Hồ hay, việc của tôi liên quan gì đến chị chứ? Sao lại không liên quan đến tôi? Cậu đào bới tìm Dung ở đây đang khiến rễ của tôi đau đớn quá. Vả lại, nếu cậu bắt hết Dung sẽ làm đất ở đây khô cằn, mà như vậy thì chắc tôi chết mất. Chị đừng có nói nhiều, tôi không quan tâm đâu. Ở khu này đất đai tốt tươi, chắc chắn sẽ có rất nhiều Dung. Tôi việc gì phải vất vả và đi đâu chứ? Cậu về khu nhà cậu đi, đừng có sang đây làm loạn nữa. Lại còn cả cô nữa. Hôm nay thật là đen đủi. Dạ, em cảm ơn chị Màu Gà nha. Không có gì. May nhờ có chị, không thì bộ rễ của em này đã bị cậu gà trống xới tung lên rồi. Có gì đâu em, chị em mình ở gần nhau thì hoạn nạn có nhau thôi mà. Cái cậu gà trống ấy vốn xấu tính, lúc nào cũng đến bắt nạt các cây xung quanh đây hết. Ban nãy em phục chị quá, chị thật là dũng cảm, dám đứng ra một mình chống lại cậu gà trống hung bạo đó. Chuyện thường ấy mà Bìm Bìm, nếu như sau này cậu ta lại đến bắt nạt em thì cứ gọi cho chị nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ. Lên trên cao nắng hơn, xem mình đang dần bị úa rồi này. Đừng lo, em hãy cố gắng vươn rễ ra một chút. Chị ở ngay đây, em sẽ có đủ nước để lớn lên. Chị hồ nước, em cảm ơn chị. Chị hồ nước, chị nhìn xem, may nhờ có nước của chị mà những chiếc lá héo úa của em đã xanh tươi trở lại. Thật là tuyệt quá đi. Em thật may mắn khi có chị ở ngay cạnh thế này. Chị cũng mừng là nước của chị có thể giúp được em qua cơn khát này. Chỉ cần em chịu khó vươn rễ ra chỗ chị thì chị không ngại mang nguồn nước của chị giúp đỡ em đâu cô bé ạ. Chị hồ nước thật là tốt bụng quá đi. Ôi da, đau quá. Có ai quanh đây gặp chuyện gì mà kêu la thảm thiết thế nhỉ? Hóa ra là một chị tiên nữ. Sao xiêm áo của chị ấy lại bị mắc vào dây gai thế kia nhỉ? Phải ra giúp chị ấy thôi. Chị để em giúp cho. Hay em cứ để chị tự lo đi. Nhìn những chiếc lá của em kìa, nó sắp bị những chiếc gai này làm cho bị thương rồi kìa. Em không sao, chị đừng quá lo cho em.
Một mình chị thì không thể thoát khỏi đám dây gai sắc nhọn này đâu. Em thật là một cô bé tốt bụng. Không có gì đâu chị, ở đây mọi người đều rất tốt bụng và sống chan hòa với nhau. Nếu không phải em thì người khác cũng sẽ giúp chị thôi ạ. Ôi, em cẩn thận nhé. Trong những chiếc gai sắc nhọn kia mới đáng sợ làm sao. Đừng vì giúp chị mà làm mình bị thương đấy. Dạ vâng ạ, em sẽ thật là cẩn thận. Chị đừng lo, em sắp gỡ được rồi nè chị. À, cuối cùng cũng gỡ được rồi nè. Ôi, thật may quá cô bé ơi. Em thật là dũng cảm và khéo léo đấy. Không có em thì chị không biết phải làm thế nào để thoát khỏi bụi gai sắc nhọn ấy. Có gì đâu chị ơi, là cả hai chị em mình cùng hợp sức mà chị. Cảm ơn em đã giúp chị. Chị đang có việc vội phải đi, nhất định chị sẽ quay lại cảm ơn em sau nha. Dạ không có gì đâu chị, chị cứ đi công chuyện đi, không lại muộn. Mấy ngày sau. Lại ngày mới đến rồi. Wow, xem kìa, đẹp quá. Có chuyện gì mà mọi người xôn xao sớm thế nhỉ? Ôi cha, chị ấy có bộ váy đẹp quá. Mà chị ấy đang bay về phía chúng mình kìa. Chị ấy là ai thế nhỉ? Trông chị ấy thật sặc sỡ quá đi. Ừ, trông chị ấy thật nổi bật với bao nhiêu là màu sắc tuyệt đẹp. Chẳng xám xịt như tụi mình ha. Chào em, chị trở về rồi đây. À, là chị tiên nữ hôm trước ở bụi gai. Đúng rồi. Ồ, em suýt chút nữa là không nhận ra được chị. Ban ngày trông chị thật rực rỡ với bộ váy đẹp tuyệt trần. Cảm ơn em thích màu sắc của bộ váy chị lắm hả? Dạ vâng. Được, hôm nay chị trở lại cũng để cảm ơn em đã giúp chị tối hôm trước. Hôm đó, vì quá vội, chị đã để rơi viên linh đan của phụ mẫu. Lúc xuống tìm lại, không may lại mắc vào bụi gai. Thật may là có em, không quản khó khăn giúp cho chị. Giờ chị sẽ tặng cho em những màu sắc tuyệt đẹp này. Chỉ cần em tung lên trên, phép màu sẽ đến. Em sẽ có những bông hoa đủ màu sắc như vậy. Wow, thật tuyệt quá đi mất. Lần đầu tiên em được thấy nhiều màu sắc đến như thế. Nhưng chị tặng em món quà quý giá quá. Em không dám nhận đâu ạ. Em giúp đỡ chị đâu phải vì mong chị báo đáp đâu. Có gì đâu mà em phải ngại. Em mà không nhận món quà này thì chị sẽ buồn đấy. Em đã giúp chị rất nhiều, nhưng chị lại không giúp gì được cho em. Nhưng em cứ nhận đi mà, đừng ngại. Chị vẫn còn rất nhiều những viên màu sắc giống như thế này mà. Nhiều vô kể luôn. Tuyệt vậy sao, em cảm ơn chị. Mai chị sẽ lại đến thăm em nha. Tuyệt quá, xem em có những viên ngọc sắc màu đẹp chưa kìa. Chắc chắn em sẽ có những bông hoa rực rỡ nhất khu vườn này. Cha cha, hôm nay trời đẹp quá. Xem những đám mây sắc màu rực rỡ kìa, thật thích mắt. Hả? Ôi, chuyện gì thế này? Tất cả đều có màu sắc trừ Bìm Bìm ư? Chuyện gì thế này? Kìa, Bìm Bìm, sao em vẫn chưa có những bông hoa sắc màu? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Màu sắc dường như vương vãi khắp nơi. Có phải em đã đánh rơi những viên ngọc? Dạ không thưa chị, em không hề đánh rơi những sắc màu. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Là em đã tặng những màu sắc tuyệt vời đó cho các bạn của em. Em đem tặng một món quà quý giá như vậy ư? Dạ vâng. Bạn Mướp đã không ngần ngại nhường em một nửa khoảng vàng leo của mình để em có thể vươn lên cao đón ánh nắng mặt trời rạng ngời kia. Bạn ấy thật sự rất tốt với em. Bạn Mướp rất thích màu vàng như tia nắng mặt trời nên em đã tặng màu vàng cho bạn ấy. Còn bạn Màu Gà, bạn ấy đã dũng cảm đứng ra bảo vệ em cũng như những bạn cây khác mỗi khi mấy cậu gà hung hãn đến bắt nạt bọn em. Em thật sự cảm thấy màu đỏ rực rỡ và quyền lực kia rất hợp với bạn ấy nên em tặng cho bạn ấy màu đỏ. Bạn Hồ Nước quanh năm suốt tháng đã luôn tưới mát cho đất đai, cây cỏ quanh đây. Bạn ấy thật sự xứng đáng được mang một dáng vẻ thật lấp lánh. Nếu được phản chiếu sắc màu từ bầu trời và muôn hoa bên trên thì sẽ càng đẹp hơn. Vậy nên em đã tung những viên ngọc còn lại lên những đám mây. Và mọi điều thì như chị thấy đó.
Vậy còn em thì sao? Giờ em là bông hoa duy nhất trong khu vườn, không có một sắc màu nào cả. Em thấy rất vui và hạnh phúc chị ạ. À, xung quanh em có những người bạn rất tốt. Người đã nhường bờ rào cho em leo lên, người thì bảo vệ cái gốc của em, và người thì cho em nước mát để luôn xanh tươi. Và giờ các bạn ấy đều rất hạnh phúc, nên em cũng hạnh phúc luôn. Bim Bim, em thật là tốt bụng. Không cần những viên ngọc phép nữa, chị sẽ tặng cho em những bông hoa mang sắc màu của riêng mình. Vậy là cuối cùng, Bim Bim cũng có những bông hoa và sắc màu rực rỡ của riêng mình. Không chỉ thế, xung quanh Bim Bim còn có rất nhiều những người bạn tốt, và họ luôn sống chan hòa, vui vẻ bên nhau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!